Chào các con, chúng ta sẽ cùng đến với bài tập nhận biết tập nói cái trong. Cô xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp các con trong buổi học ngày hôm nay. Các con có nhớ cô không? Bạn nào gọi cho cô biết nào? À, có bạn đoán đấy là tiếng trống đấy. Chúng mình cùng xem đó có phải là tiếng trống không nhé. Nói cái trống, chúng mình cùng lắng nghe cô nhé. Cái trống, cái trống, các con đọc với cô nào. Cái trống a, cái trống a. Đây là mặt trống. Mặt trống có dạng hình tròn giống như mặt trăng đấy các con ạ. Mặt trống có một mặt, hai mặt. Chúng mình cùng lắng nghe cô đọc nhé. Mặt trống, mặt trống. Các con đọc cùng cô nào. Mặt trống à. Chúng mình đọc rất là giỏi đấy. Chúng mình đọc lại lần nữa nào. Mặt trống à. Còn đây là cạnh trống đấy các con ạ. Chúng mình có biết đây là màu gì không? À, có bạn rất giỏi. Các bạn nói là màu đỏ đấy. Cạnh trống được sơn màu đỏ, rất là đẹp. Chúng mình cùng lắng nghe cô đọc nhé. Cạnh trống, cạnh trống. Các con đọc cùng cô nào. Cạnh trống à, cạnh trống à. Ngoài ra cô còn một thứ nữa. Cô đố chúng mình biết đây là cái gì? À, đây là dùi trống nhé các con ạ. Các con cùng lắng nghe cô đọc nào. Dùi trống, dùi trống. Các con đọc cùng cô nào. Dùi trống à, dùi trống à. Các con có biết không? Cái dùi trống này khi đánh vào mặt trống thì phát ra tiếng kêu đấy. Chúng mình cùng lắng tai nghe cô đánh nhé. Chúng mình nghe thấy tiếng gì? À, chúng mình nghe thấy tiếng trống kêu to và vang đúng không? Vậy khi cô đánh dùi trống vào cạnh trống thì có tiếng gì nhỉ? Chúng mình cùng lắng nghe nhé. À, có tiếng cạch cạch và đánh lại đúng không? Tuy tiếng kêu của mặt trống và cạnh trống khác nhau nhưng rất vui tai phải không các con? Ngay bây giờ cô sẽ giới thiệu với các con một số loại trống khác nữa nhé. Các con có biết đây là loại trống gì không? À, chính là loại trống các con vừa học đấy, và nó có tên gọi là trống con. Trống con. Và đây là cũng là gì nhỉ? À, cũng là trống đấy. Nhưng chiếc trống này như thế nào? Đúng rồi, rất là to. Và người ta gọi cái trống này là trống cái. Trống cái các con ạ. Tiếp theo, cô giới thiệu với chúng mình một loại trống nữa, đó là trống lắc. Chiếc trống lắc thì được sử dụng rất nhiều trong các đêm hội trung thu đấy. Và chúng thì được sử dụng rất là tiện, rất là nhanh. Em bé nào cũng có thể sử dụng được. Các con chú ý chỉ cần cầm cán này, sau đó chúng ta lắc đều cổ tay sang hai bên. Và những cái viên bi treo ở hai bên ấy sẽ đập vào mặt trống và kêu ra những âm thanh rất là vui tai các con ạ. Đây là trống lắc các con nhé. Và tiếp theo cô giới thiệu với chúng mình một loại trống nữa. Cái này gọi là trống cơm. Trống cơm. À, trống cơm thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái buổi biểu diễn văn nghệ đấy. Và người ta sẽ đeo nó vào cổ, sau đó thì dùng hai tay gõ vào hai mặt trống bên cạnh các con ạ.
hôm nay cô đã dạy chúng mình nhận biết tập nói cái trống. Cô thấy chúng mình học rất là giỏi. Cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi. Trò chơi có tên là trò chơi ai nhanh nhất. Khi cô chỉ đến bộ phận nào của cái trống thì chúng mình hãy đọc to tên bộ phận đấy lên nhé. Ôi lớp mình giỏi thế nhở. Dùi trống à, dùi trống à, rất là giỏi. Cô khen tất cả các con. Trò chơi cùng vui với trống, chúng ta sẽ bắt đầu với trò chơi này nhé. Cô sẽ chuẩn bị cho mỗi bạn một chiếc trống này, có thể là trống cái, trống con, trống lắc hoặc là trống cơm. Thì mỗi bạn sẽ chọn cho cô một loại trống mà các con thích này. Sau đó thì các con sẽ tự khám phá này, rồi các con tự gõ để lắng nghe âm thanh của những chiếc trống đó, được không nào? Và khi các con đã cảm thấy rằng mình khám phá và mong muốn tìm kiếm một chiếc trống mới thì chúng ta sẽ đổi cho bạn bên cạnh để chúng mình khám phá những chiếc trống tiếp theo nhé. Hôm nay cô đã dạy các con bài học gì? À đúng rồi, hôm nay cô dạy chúng mình nhận biết tập nói cái trống. Cô thấy các con học rất là giỏi đấy. Cô khen tất cả các con. Bài học hôm nay đến đây đã hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem các video nhận biết tập nói.